nước đá chanh. Bà con ta biết nước đá chanh và thường dùng nước đá chanh. Nước đá chanh nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà những người có vấn đề, những người uống nước đá chanh vào, bệnh mình càng ngày càng nặng thêm, lâu lành lâu bớt lâu khỏi, và sức khỏe của mình nó có vấn đề sa sút. Đó là những người không được uống, là người bị viêm khớp, rối loạn đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày, tá tràng, rối loạn tăng tiết ICD, trào ngược dạ dày, thực quản, xương yếu, răng yếu. Những người này uống nước đá chanh vào thì vấn đề bệnh mình nặng thêm, không bớt, không khỏi, ảnh hưởng sức khỏe nó xấu cho mình. Cho nên những người này không được uống là những người có vấn đề viêm khớp, rối loạn đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày, tá tràng, rối loạn tăng tiết ICD, trào ngược dạ dày, thực quản, xương yếu, răng yếu. Ngoài ra nước đá chanh nó còn tốt, chỉ có những người đó là đừng nên uống nước đá chanh, bệnh lâu lành lâu bớt lâu khỏi, xấu cho sức khỏe. Còn uống nước đá chanh nó tốt cho sức khỏe, nó tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể, giảm cân, giải độc, kiềm chế cơ thể, làm cho thơm hơi thở. Làm cho hơi thở mình thơm thơm, làm cho thơm hơi thở, tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm cân, tốt cho sức khỏe cấp cứu, nguồn điện giải, cơ bắp săn chắc, người lao động nặng. Nhưng mà ta không nên dùng quá nửa trái một ngày. Nếu pha có đường thì thật ít đường, quậy đều rồi mới cho đá vào. Đó, bà con, nước đá chanh nó cũng rất là tốt, nhưng có một số người uống vào bệnh nặng thêm, sức khỏe xấu thêm, lâu lành lâu bớt lâu khỏi. Còn ngoài ra là uống nước đá chanh được tốt, nhưng mà người lớn tuổi rồi thì không pha nhiều đường, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Đường nhiều không tốt đâu bà con ơi. Bà con ơi, xin chào, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.